Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi True Talent, quyển 1, tác giả Cao Minh Sang, tập số 5. Quỷ đi lại còn chưa đến sao? Tiêu Nhiên một đường lao nhanh đi dưới chân núi, trong lòng khó hiểu tự hỏi. Cậu đã đến gần như vậy, không lý nào quỷ đế hắn không nhận ra. Tại sao chỉ để một con quỷ đồ nhỏ nhỏ xuất hiện? Trừ khi... Tiêu Nhiên giật mình với suy đoán trong lòng mình. Suy đoán này làm cho cậu không thể chạy nhanh hơn nữa. Bỗng nhiên từ trong những đợt kinh lực bước ra vô số quỷ đồ gào thét vây xung quanh Tiêu Nhiên. Khiển kiếm! Tiêu Nhiên vung một hơi chính lá thiên sư phụ lên không trung, kim văn trên phụ tỏa ra rực rỡ, rồi tự mình huyển hóa thành chính thanh kiếm màu vàng uốn lượn vây quanh người Tiêu Nhiên. Vấn thiên kiếm trong tay cậu cũng rung lên từng đợt. Tiêu Nhiên cắn đầu lưỡi, phun lên thân kiếm vấn thiên một búng máu, xông tới đám quỷ đồ phía trước. Cửu kiếm tru tạc! Giống như vấn tiên kiếm trong tay Tiêu Nhiên làm thống lĩnh tiên phong, chính thanh kiếm ảo phía sau cũng không ngừng công phá mà lao đi. Trước sau trái phải của Tiêu Nhiên đều có kiếm vần quanh. Nhất thời trên đường cậu lao tới phía trước, phàm chỉ cần quỷ đồ bước vào đều không ngừng bị đánh tan thành tinh phách. Một đường Tiêu Nhiên lao đi chính là một đường tinh phách ngập trời. Vấn thiên kiếm cùng cửu kiếm tru tà uy lực không phải nhỏ, chỉ là tiêu hao linh lực cùng thể lực quá nhiều. Một đường Tiêu Nhiên quét ngang đến con đường lên núi, linh lực cũng đã gần như bị rút cạn kiệt đi. Chính thanh linh kiếm cũng tan rã rồi biến mất. Vấn thiên kiếm không còn lóe lên kim quang nữa, mà ảm đạm nằm trong tay cậu. Tiêu Nhiên cắm vấn thiên kiếm xuống mặt đất, cúi đầu thở dốc. Đến chân núi, kình lực của quỷ đế tỏa ra ngày một mạnh hơn. Chứ đừng nói đến vòi rồng này càng lúc càng mạnh, đường kính của nó có lẽ đã lên tới trên 100 mét. Tiêu Nhiên từng bước chật vật leo lên. Khi đến giữa lưng núi, nhìn thấy trên mặt đất có một lỗ thủng, giống như bị một vật bén nhọn đâm xuống. Mặt đất xung quanh không ngừng lan tràn vết nứt. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ lo sợ. Đây chẳng phải là đấu pháp hay sao? Nếu như là đấu pháp, tại điểm này chỉ có thể là Trần Nguyệt Sang hoặc Tịch Uyên đối đầu với quỷ đế. Một kích của quỷ đế bình thường sẽ không thể nào gây tổn hại lên thực thể như đất núi nghiêm trọng như vậy, trừ khi hắn ta có thể tự biến bản thân mình trở thành thực thể, biến quỷ khí của bản thân trở thành thứ người thường có thể cầm nắm được. Nhưng một khi như vậy, đã có thể tính là nửa bước tôn quỷ. Một kích chưa toàn lực của quỷ đế lại có thể huyển hóa trở thành thực thể, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại vi xung quanh. Quỷ đế, hắn sắp trở thành tôn quỷ rồi. Nhìn thấy mặt đất trước mắt, Tiêu Nhiên càng hoảng sợ, càng lo lắng cho an nguy của Trần Nguyệt Sang cùng Tịch Uyên. Phật gia giỏi về phong ấn cùng siêu độ, trừ khi Tịch Uyên đạt đến cấp bậc cùng với các bậc đại thừa trong Phật tông thì mới có chút khả năng đứng trước một tôn quỷ mà giãy giụa. Trần gia của Trần Nguyệt Sang cũng tương tự. Từ thiên sư trở xuống, sức mạnh cũng chỉ có thể toàn diện phát huy ở trên phương diện bài trận, phong ấn thuật. Trực diện đối phó với quỷ đế nửa bước lên tôn quỷ, cho dù là ba người toàn lực phối hợp, sống sót trở ra cũng không có nhiều khả năng. Trong lòng Tiêu Nhiên lo lắng, đón nhận tất cả kình lực mà từng bước tiến về phía trước. Nhìn lên đỉnh núi mù mịt trên đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an cực độ. Làm quan chiếu rồi, vạn kiếm vấn thiên! Vấn thiên kiếm tỏa ra từng đợt lam quang. Những tia lam quang này giống như từng sợi chỉ nhỏ, hóa thành vô số thanh kiếm li ti,
xuyên phá vô kình lực đánh tới, nhất thời chi bớt áp lực cho cậu. Cùng lúc đó, trên một tòa cao ốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không thể nào, Tôn Quỷ làm sao có thể xuất hiện chứ? Một ông lão ước chừng đã ngoài 70, đôi tay gầy gò đập lên mặt bàn, đứng dậy nhìn qua một lượt những người đang ngồi bên trong phòng họp. Đôi mắt già nuôi nheo lại, tập trung lên người thanh niên mặc âu phục vừa đến báo tin. Giống như để chứng minh lời mình nói là thật, cậu ta vội tiến lên, đưa ra một chiếc điện thoại đời mới. Bên trong có một đoạn video tối đen, chỉ nghe qua từng tiếng va chạm pháp khí cùng với thứ gì đó. Bỗng nhiên màn hình xuất hiện một ngọn núi cao, mà trên đỉnh núi đang xuất hiện một ngọn vòi rồng. Bằng mắt thường có thể thấy được, vòi rồng này đang lớn với một tốc độ chóng mặt, giống như nuốt chửng bầu trời cùng không gian xung quanh. Một giọng nói gấp gáp truyền đến: Quỷ đế tiến cấp Tôn Quỷ, con là Nguyệt Sang Trần Gia, đang ở Tôn Lạc Nguyệt. Vừa nói xong mấy chữ này, giọng nói bên trong đột nhiên đứt quãng. Hình ảnh trong video cũng rung lắc dữ dội. Con chỉ sợ rằng chỉ nửa nén hương nữa thôi, hắn có thể bước lên cấp bậc Tôn Quỷ. Con có thể cố gắng cầm chân hắn trong vòng 12 tiếng. Trong 12 tiếng này, mọi người lo liệu cho tốt. Còn một điều nữa, Tiêu Nhiên, anh ấy cũng ở đây. Sau câu nói này, không còn bất cứ tín hiệu nào truyền đến nữa. Bên trong phòng họp là một mảng tinh lặng. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Lượng thông tin trong đoạn video vừa rồi truyền đến là quá lớn. Không biết ai là người ồ lên đầu tiên, nhưng chỉ cần có người đầu tiên thì liên tục có thêm người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vẻ nghiêm trọng cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt già nua đang ngồi ở đây. Ông lão vừa lúc nãy còn không tin lời người thanh niên kia nói, bây giờ là người đầu tiên ra lệnh. Phát ra vị trí của Nguyệt Sang. Toàn bộ pháp sư cấp bậc thiên sư đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều hủy bỏ ngay. Công bố báo động nhiệm vụ cao nhất, tất cả thiên sư trở lên phải tiến tới Thôn Lạc Nguyệt trong vòng 12 tiếng. Sau 12 tiếng chưa đến, lập tức khai trận. Mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ tòa cao ốc nhiệt độ dường như tăng gấp chục lần thường ngày. Tốc độ làm việc cũng được đẩy cao nhất có thể. Ngay khi tất cả những người bên ngoài vừa rời khỏi đi, bên trong phòng họp lúc này chỉ còn lại bốn người. Bốn người này mỗi người đều có một vẻ vô cùng già nua. Ông lão ngoài 70 vừa ra lệnh, lúc này liền lấy ra một lá lệnh phù màu bạc. Trên lệnh phù có khắc một chữ trận, lập tức đốt lên. Tất cả thiên sư trận gia trong vòng 12 tiếng phải có mặt ở Thôn Lạc Nguyệt. Nhiệm vụ chính: bảo vệ Nguyệt Sàng cùng Vân Tiêu Nhiên. Ba người còn lại cũng lần lượt lấy ra ba lá linh phù màu bạc, phân biệt là Lý, Nguyễn và Lê. Toàn bộ thiên sư Lý gia trong vòng 12 tiếng phải có mặt tại Lạc Nguyệt Thôn, phong ấn Tôn Quỷ. Toàn bộ thiên sư Nguyễn gia bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến Thôn Lạc Nguyệt, phong ấn Tôn Quỷ. Toàn bộ thiên sư Lê gia bằng tốc độ nhanh nhất đến Thôn Lạc Nguyệt, phong ấn Tôn Quỷ. Bốn người nhìn nhau một lượt. Quỷ đế chuẩn bị trở thành Tôn Quỷ là điều mọi người không thể tưởng tượng. Nếu như Tôn Quỷ giáng lâm, chính là đồ sát một phương. Nếu như không kịp thời chặn hắn lại, để hắn được phát triển, e rằng chính là hiểm họa của cả đất nước này. Đó là còn chưa nói đến xuất hiện hậu nhân duy nhất còn lại của Vân gia. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn một lượt về chiếc ghế còn trống đặt ở giữa phòng họp. Vị trí này là của Vân gia. Không kịp nói nhiều, trong lòng mọi người đều có tính toán của riêng mình, lập tức tiến về tổng bộ miền Trung của Huyền Thuật Hội để cùng tiến về Thôn Lạc Nguyệt.
Cái gì? Quỷ đế tiến cấp thành quỷ sao? Liên tục có từng bóng người mặc quan phục, quân phục vung vút lao đi trên bầu trời. Nếu nhìn kỹ trong số đó, có thể nhìn thấy có hai kẻ đang sát cánh bay cùng nhau. Hai kẻ này khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn hoắt. Người còn lại có chiếc mũi cùng với cái miệng dài quá cỡ, chính là Ngưu Đầu Mã Diện ở Âm Ti. Tin tức quỷ đế Hoàng Tháo tiến cấp tôn quỷ đã sớm được truyền khắp Âm Ti. Nhất thời tất cả quan binh, âm thần dưới Âm Ti đều tức tốc điều tra sự việc. Nghe nói tôn quỷ chuẩn bị giáng lâm. Ở đâu? Lạc Nguyệt Thôn. Cái gì? Người nói Lạc Nguyệt Thôn sao? Ta nghe nói đời đó chẳng phải có... Quỷ binh dưới Âm Ti liên tục truyền vào tai nhau những tin tức vừa rồi. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tôn quỷ không phải là thứ mà một binh đoàn có thể đối phó. Thường kiệt ta từ bao giờ phải nghe lời của các người? Lý Thái Úy đập bàn đứng lên, tức giận chỉ tay vào từng người đang ngồi bên trong đại điện. Ánh mắt người sắc bén như kiếm. Một luồng khí tức hung hãn cùng uy nghiêm khuếch tán ra xung quanh. Tôn quỷ xuất hiện, nhiễu loạn nhân gian. Các người chỉ ngồi tại đây mà uống trà thưởng thức, các người quên mất rồi. Thái Úy chớ trách. Đại đế chưa truyền ý chỉ xuống, bọn ta không thể nào xuất binh được. Một người mặc quân phục lên tiếng. Người này tên gọi là Võ Trung. Năm đó phò trợ Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, dựng lên nhà Đinh. Liền sau đó, tất cả mọi người bên trong đại điện đứng lên, đang muốn nói mấy lời làm cho Võ Trung bớt giận. Nhưng Thường Kiệt lại không như vậy. Ngài phất tay, gằn giọng nói: Năm đó cũng chỉ vì các ngươi đợi lệnh đại đế. Cuối cùng thì sao? Toàn bộ vân gia trên dưới 100 người đều bị diệt sạch. Đại đế mà các ngươi trông đợi bao nhiêu năm nay đã từng gặp qua hay chưa? Càn rỡ! Một người hét lớn lên, cũng đập bàn đứng dậy. Người này bóc dáng cao to, gương mặt bậm trợn, chính là Phùng Hưng, bố cái đại vương. Người lại dám nói đại đế như vậy sao? Hay cho một Lý Thường Kiệt thống soái đại quân? Sao chứ? Mấy năm nay ngươi từng gặp qua đại đế chưa? Lý Thái Úy cũng không nhượng, mà trừng mắt nói lại. Không để bố cái đại vương đáp lời, Thường Kiệt lại nói tiếp: Ngươi lại nghĩ ngươi vật được một con hổ chết lại có thể vặn được họ Lý ta sao? Lý Thái Úy nói xong, tiến lên 2 bước, đứng giữa đại điện, nhìn về phía bố cái đại vương. Bố cái đại vương Phùng Hưng cũng không kém. Ông ấy đứng lên, vóc dáng to lớn hơn hẳn Lý Thái Úy một cái đầu. Cả hai chầm chầm nhìn nhau. Mọi người xúm tụm vào can ngăn. Hai người này động tay động chân thì e rằng cả Âm Ti này phải loạn lên hết một mớ chứ không vừa. Bên cạnh Lý Thái Úy là một người mặc nho phục bình thường, dáng vẻ đã ngoài 50, râu để dài. Ông thì thầm vào tai Lý Thái Úy câu gì đó. Thường Kiệt hừ một tiếng, quay đầu đi. Ức trời nói đúng. Chuyện tôn quỷ không thể chậm trễ được, ta đi trước. Bố cái đại vương dậm chân muốn tiến lên, trợ quát lớn: Không phải người chỉ nói một tiếng đi là đi được đâu. Thường Kiệt vẫn không quay đầu, chỉ là trong tay phải của ngài quỷ khí đã xuất hiện, tụ lại thành một thanh cự đao. Cự đao xuất hiện ra, trên người Lý Thái Úy cũng xuất hiện một luồng bá khí uy nghiêm. Loại bá khí này chính là được mài dũa bởi vô số lần thân chinh chém giết trên chiến trường mà ra. Thanh cự đao này vừa rời tay, liền huyển hóa trên không trung, chém về phía giữa ngài và bố cái đại vương một đao. Phùng Hưng, ngươi đợi ta, xong chuyện ta trở về, cho ngươi một trận vui vẻ. Phùng Hưng trợn mắt lên,
phút chốc nộ khí xung thiên, nhảy vọt lên phía trước. Nhưng vị mặt nho phục già gọi là Ức Trai kia đã lớn tiếng nói: "Bồ Cai đại vương à, chớ thất lễ. Vị pháp sư đang ngăn cản tôn quỷ ở trên dương gian kia là hậu nhân Vân già đó." Giống như để chắc chắn, người còn nói thêm một câu: "Là hậu nhân duy nhất." Nghe xong lời này, Bố Cái đại vương sững sờ trong chốc lát. Ngài cũng vội dừng tay, nắm lấy bờ vai của vị Ức Trai kia, dồn dập hỏi: Người nói hắn là hậu nhân của Thiên Hữu đại nhân sao?" "Hắn là Tiêu Nhiên." "Chẳng phải nằm đó khi chúng ta tới, Vân già đã..." Mau trả lời ta, đứa nhỏ đó bây giờ như thế nào?" Bỏ lại tất cả mọi người bên trong đại điện, Thường Kiệt quay trở về Thái Úy Phủ. Bóng người của ông chưa tới, nhưng giọng nói đã như lôi đình trên bầu trời, vang vọng bốn phương: "Ngũ tướng Phạm Vật, Vũ Quang, Đinh Hoàng Nghi, Lý Đoàn, Trần Ninh nghe chỉ. Trong vòng nửa nén hương, hoàn tất duyệt binh, chuẩn bị xong trận. Toàn bộ binh lực Quỷ Thiết Đường cấp tốc duyệt binh, trợ chiến diệt tôn quỷ." "Hoàng Thảo, xuống đây cho ta." Tiêu Nhiên bước một bước, lại hét to một tiếng. Cậu không có cách nào khiến cho bản thân mình đi nhanh hơn nữa, chỉ bằng bản thân gào thét thu hút sự chú ý của hắn, hy vọng hắn sẽ không đối đầu trực diện với Tịch Uyên cùng Trần Nguyệt Sang. Linh lực liên tục cực hạn cạn kiệt, chỉ có điều vòi rồng càng ngày càng lớn. Mắt của vòi rồng từ đầu chỉ bằng một mỏm đá nhỏ trên đỉnh núi, bây giờ đã lớn trở thành gần như toàn bộ ngọn núi này. Phạm vi kết giới của quỷ đế cũng đã lớn hơn ban đầu rất nhiều, ước chừng bán kính đã ra ngoài một cây số. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng chỉ cần đến lúc trời sáng, quỷ đế đã có thể nuốt trọn Thông Lạc Nguyệt vào bên trong. Đột nhiên có vô số tiếng gào thét từ xung quanh vọng lại. Những tiếng thét cùng với tiếng gào khóc cộng hưởng lại với nhau, giống như hình thành một loại sức mạnh đánh sâu vào tâm thức cùng linh hồn của Tiêu Nhiên. Khóe miệng trào ra một tia máu, cậu vội vã lao đi. Cánh tay vừa mới kịp đưa lên thì từ phía trước mặt giống như có một mũi tên phá không lao đến. Tiêu Nhiên không kịp tránh, chỉ vội vung lên Vấn Thiên Kiếm chắn ngang trước ngực, đỡ lấy một kích này. Một kích này đánh tới mang theo vô số quỷ khí dày đặc, giống như muốn bao trùm tất cả lam quang bên trong Vấn Tiên Kiếm. Tiêu Nhiên bị chấn ngược trở lại về sau, tóc cũng xõa ra, bay tán loạn. "Lệ quỷ." Con lệ quỷ này tóc dài hơn bình thường. Tiêu Nhiên mất đà chưa kịp chuẩn bị, nó đã thét lên, điều khiển vô số sợi tóc của mình biến thành hai sợi xích, hướng Tiêu Nhiên mà đâm xuống. Cậu cả kinh trong lòng, linh lực vốn đã cạn kiệt, giờ lại xuất hiện một phường lệ quỷ ngăn cản trước mặt. Cậu sốt ruột, muốn tranh thủ thật nhanh đến cạnh Tịch Uyên cùng Trần Nguyệt Sang, chứ không phải bị chặn bởi một con lệ quỷ trước mặt như thế này. Lệ quỷ kia là một người nữ, vóc dáng ước chừng cũng chỉ cỡ một cô gái bình thường, có lồi có lõm, trên người một thân trang phục màu đỏ. Cả người á ta vặn vẹo, hốc mắt liên tục trào ra máu tươi. "Vân Tiêu Nhiên." Ả ta kêu một tiếng, truyền khắp bốn phương. Thậm chí tiếng kêu này cùng với kình lực kia hòa làm một. Từng đợt sóng âm cứ thế lan tràn, đánh thẳng vào thần thức cùng thân thể của Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên phun mấy ngụm máu tươi, thân thể thoáng cái gần như không còn sức lực, lùi ngược về sau. Cậu chưa kịp thi triển pháp thuật thì ngay lúc này
á lệ quỷ kia tụ thành một đoàn màu tím bao bọc xung quanh cơ thể. Hai tay á nâng lên, vung mạnh về phía Tiêu Nhiên. Dưới cái vùng này, không khí xung quanh lập tức vặn vẹo, gần như những oan hồn bên trong phạm vi của quỷ đế cùng đều tụ lại chỗ này. Trong chớp mắt đã hơn ngàn con gào thét bay tới, dung nhập vào bên trong đoàn máu tím này. Tiêu Nhiên nhèo mắt nhìn trời đất xung quanh đang dần mờ đi, mà điểm rực rỡ hung tàn nhất bên trong tầm mắt cậu chính là ả lệ quỷ ở trước mặt. Bao xung quanh là vô số oan hồn lệ quỷ tạo thành một mảnh biển nhỏ. Ánh mắt ả ta lóe lên âm lãnh, oán khí trùng thiên, tạo thành một mảnh biển oan hồn ngay dưới cơn lốc của quỷ đế. Hôm nay ngươi không chết không được. Âm thanh từ trong miệng ả ta vang lên, giống như vô số oan hồn cùng nói, vô cùng quỷ dị. Sau đó ả lại há to miệng nuốt một phần số oan hồn lệ quỷ xung quanh. Tiêu Nhiên cũng không rảnh tay, cậu lấy ra đạo bút, cắn máu phun lên, liên tục vẽ xung quanh bản thân mình vô số phù chú trên không trung. Những phù chú này lơ lửng, tỏa ra từng đợt lam quang chiếu ra bốn phía. So với đám oan hồn của lệ quỷ thì Tiêu Nhiên hiện tại giống như một con thuyền chơi vơi ở ngoài khơi, giữa muôn vàng sóng dữ, có thể bị đánh chìm bất cứ lúc nào. Tiêu Nhiên đứng bên trong kết giới lam quang, đón nhận từng cơn sóng trùng kích của vô số đám oan hồn. Cậu nhất thời chưa tìm ra được biện pháp đối phó. Nói cho cùng, cậu vẫn chưa thể nào đánh một trận ngang sức với lệ quỷ được. Thiên sư có thể tính là vinh quang trong những gia tộc trừ ma, nhưng thiên sư so với lệ quỷ hay quỷ đế, đừng nói tới là tôn quỷ, thì chuyện an toàn lùi ngược trở ra cũng là chuyện khó. Lệ quỷ toàn thân nó giống như một chiếc túi không đáy, nhận lấy vô số oán khí, tất cả những chấp niệm hung ác của một kiếp trước. Bởi vì chấp niệm oán khí quá nặng mà không thể tiến vào trong luân hồi. Trong quá trình không được luân hồi, nó sẽ liên tục cắn nuốt những chấp niệm oán khí của những hồn ma khác mà lớn lên, đạt đến một cấp độ nào đó gọi là lệ quỷ. Lệ quỷ, oán khí vô tận, hận khí di thiên. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn qua toàn bộ trang phục màu đỏ trên người lệ quỷ này, chốc chốc còn nhìn trong cánh tay có một miếng thiếp màu hồng son. Cậu giật mình tự nói, à thờ là Tuẫn Tán lệ quỷ. Tuẫn Tán lệ quỷ, trước đây dưới thời phong kiến có một phong tục gọi là Tuẫn Tán. Khi những người quyền cao chức trọng qua đời, với quan niệm trần sao âm vậy, cho nên mới đem theo một phần thê thiếp người hầu kẻ hạ trong nhà chôn cùng, với mục đích sau khi chết vẫn có thể có kẻ hầu người hạ thê thiếp bầu bạn ở chúng u minh. Tuẫn Tán lệ quỷ thường là những cô gái đồng trinh chưa tới 20 tuổi bị bắt, bị ép gả vào nhà người sắp chết đó, hoặc là đã chết rồi, mà mục đích là để chôn cùng người đó. Những người này oán khí ngất trời. Tiêu Nhiên chau mày, kể từ khi tới thôn Lạc Nguyệt, cậu liên tục gặp phải vô số ma quỷ vượt ngoài khả năng của mình. Lần đầu đối diện với một phần hồn của quỷ đế đã chết đi sống lại như vậy, bây giờ còn đối diện trực tiếp với lệ quỷ mà oán khí cũng không kém phân hồn quỷ đế là bao nhiêu, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Không để cậu kịp nghĩ thêm, lệ quỷ vung tay mạnh hơn, vô số sóng dữ bằng oan hồn liên tục đánh vào kết giới lam quang. Chỉ chốc lát, xung quanh đã xuất hiện những vết nứt, nhắm chừng có thể chịu đựng trong khoảng 5-10 hơi thở tiếp theo là cùng. Tiêu Nhiên biết bản thân chưa đến cực hạn, nhưng cũng không khác như vậy là bao. Hai hàng chân mày nhíu lại, sắc như hai thanh lợi kiếm. Trong lòng cậu đã có quyết định. Ầm một tiếng, bóng dáng cậu đã không còn ở bên trong kết giới lam quang nữa, mà tích tắc xuất hiện trước mắt lệ quỷ. Lòng bàn tay vẽ ra một chữ trấn, thiên linh cái của ả một chưởng vỗ mạnh xuống. Nhưng lệ quỷ lại không phải dạng vừa, ả ta thét lên một tiếng,
từ trong miệng xuất ra một cây trăm đồng, bắn nhanh ra. Tiêu Nhiên nhất thời không phòng bị, chiếc trăm lại lao ra với tốc độ cực nhanh. Cậu đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tránh được. Cây trăm đâm xuyên qua lòng bàn tay của cậu. Nếu không phải Tiêu Nhiên cố hết sức lách đầu sang một bên, chỉ sợ là không chỉ lòng bàn tay mà cây trăm còn xuyên qua cả mi tâm của cậu nè. Cậu giật mình nhìn lòng bàn tay đang rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm, có lẫn cả máu đen. Đây là dấu hiệu của nhục thân bị oán khí ăn mòn. Trong lòng ngày càng sốt ruột, lấy ra một lá quỷ phù ém lên lòng bàn tay của mình. Quỷ phù giống như một con thú hoang đang đói, hút sạch máu đen trong lòng bàn tay. Mà thú hoang biết cách cho nó ăn, vậy cũng sẽ biết cách sai khiến nó. Tiêu Nhiên kẹp lá quỷ phù vào giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm độc chú: "Phệ quỷ thú." Từ sau lưng cậu huyễn hóa ra một cánh tay quỷ màu đen cực lớn, giữa vô số oan hồn lệ quỷ tạo thành một biển nhỏ, thì cánh tay này lại giống như ngôi lên từ đáy đại dương. Cánh tay vừa xuất hiện, lập tức khuấy động vô số oan hồn xung quanh. Có cái bị nó nuốt vào, cũng có cái bị nó trực tiếp đánh vỡ thành tinh phách. Tiêu Nhiên không dừng lại ở đó, mà lấy ra ba lá tiên sư phụ khác, nhanh chóng vẽ ấn chú lên trên. Bạch hổ phù. Ngay khi vừa vẽ xong, bên trong ba lá phù huyễn hóa ra ba con hổ trắng, mắt đỏ dữ tợn. Trước đây khi có cửu liên bạch miêu bên cạnh, Tiêu Nhiên đã quá quen với khả năng trấn áp của nó, cho nên cũng không dùng bạch hổ phù này. Chỉ là hôm nay trận chiến này vắng bóng cửu liên bạch miêu, cậu cũng chỉ có thể sử dụng bạch hổ phù để làm trợ lực. Bạch hổ phù vừa xuất hiện, ba tiếng gầm liên tục vang vọng khắp núi rừng. Lệ quỷ hai mắt giận sôi lên, có thể thấy máu bên trong hốc mắt của ả ta cũng rung động lên chẳng kém. Ả ta thu lại cây trăm vừa rồi cầm trong tay, hướng về phía ba con bạch hổ phù mà lao tới chém giết. Có điều Tiêu Nhiên cũng không phải là người chỉ đến đây để xem kịch. Cậu chỉ tay một cái, cánh tay quỷ sau lưng lập tức bỏ qua đám oan hồn, trực tiếp lao đến chắn trước mặt lệ quỷ. Ba con bạch hổ phù như hổ lạc bầy dê thì nhào mà cắn nuốt oan hồn. Cánh tay quỷ cũng lao vào kìm hãm lệ quỷ. Cánh tay lớn nhưng lại vô cùng uyển chuyển, giống như dồi trong xương, theo sát lệ quỷ không thôi. Ả ta liên tục cầm trăm trong tay, lại có thể bay vờn giữa không trung, còn Tiêu Nhiên thì không thể. Nhất thời chỉ có thể đứng trên mặt đất, kết ấn liên tục điều khiển cánh tay quỷ của mình. Đùng một tiếng, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Khóe miệng Tiêu Nhiên tràn ra một ngụm máu tươi, trong lòng cả kinh, không dám tin nhìn lên bầu trời. Ở đó, cánh tay quỷ của cậu lại có thể bị lệ quỷ đánh cho gần như tan vỡ, chỉ còn một hư ảo mờ ảnh giữa không trung. Á, lệ quỷ này lại còn có thể mạnh hơn phệ quỷ thủ của quỷ tổ sao? Lúc Tiêu Nhiên còn đang hoang mang thì cảnh tượng cây trăm lại một lần nữa lặp lại, xuyên qua cánh tay quỷ. Chỉ có điều lần này cây trăm đã được oán khí bao quanh, lớn hơn rất nhiều. Cánh tay quỷ thủng một lỗ lớn, nhanh chóng tan vỡ. Lá quỷ phù trong tay Tiêu Nhiên cũng tan thành tro, bay tán loạn. "Ngươi phải chết." Á, lệ quỷ trên không trung hét lên, sau lưng huyễn hóa ra một con quỷ dữ cực lớn, gương mặt giống như quái thú từ miệng cổ, răng nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Toàn thân nó đỏ trực, giống như lớp da được sinh ra bởi huyết nhục vậy. Lệ quỷ lơ lửng giữa không trung, sau lưng là quỷ tướng, gầm thét thị uy. Nhất thời, vô số oan hồn sống sót dưới nanh vuốt của bạch hổ cũng không ngừng bay quanh, cúi đầu bái lại. Tiêu Nhiên siết chặt phấn tiên kiếm trong tay. Cậu biết chỉ cần con quỷ tướng này cùng với lệ quỷ đánh xuống, cậu khó bảo toàn tánh mạng thêm kích thứ hai. Loại chênh lệch sức mạnh tuyệt đối này, Tiêu Nhiên biết cậu không thể nào chiến thắng được. Lần trước với sự chênh lệch của phân hồn quỷ đế, cậu dùng đến bí pháp Quỳnh Tiêu,
cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa cho mình một tia sự sống. Chứ đừng nói đến hiện tại, vết thương cũ chồng chất chưa lành, lại phải đối đầu với một cổ sức mạnh có khi còn hơn cả lần trước. Một khắc sau, vô số tiếng quỷ khóc ma gào. Á Lệ Quỷ lơ lửng giữa không trung, tóc bay tán loạn, bảy phần dữ tợn, ba phần diễu cợt, nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tay áo trọng thùng thình phất lên, từ bên trong phóng ra vô số oan hồn lệ quỷ, du nhập vào trong quỷ tướng sau lưng ả. Tiêu Nhiên nhất thời cảm thấy trước mắt bị hoa lên. Đây chính là dấu hiệu của quỷ khí bắt đầu nhập thể. Trên cánh tay trái của Tiêu Nhiên bắt đầu xuất hiện từng sợi gân đen nổi lên. Nếu nhìn kỹ thì quy luật của nó giống như hình ảnh phù văn nào đó. Nó kéo dài từ bắp tay cậu xuống tới mu bàn tay. Dù là những đường gân nổi lên màu vân đen, nhưng dường như lại liên tục tỏa ra u quang. Thậm chí u quang này còn lấn áp cả lam quang trên bấn thiên kiếm, giống như trực tiếp cắn nuốt những lam quang này vậy. Tiêu Nhiên thét lên một tiếng chối tai, liên tục lùi về sau ba bước. Từ trong tay trái xuất hiện ba lá quỷ phù. Trên ba lá quỷ phù này có những đoạn phù văn lóe lên kim quang sáng chói. Hai tay cậu run run, làm tốt chuẩn bị. Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy ả lệ quỷ trên không trung kia giống như đang cười khẩy. Tiêu Nhiên hít thở dồn dập, chuẩn bị một lần toàn lực ứng phó với lệ quỷ. Hình ảnh lệ quỷ trên không trung biến mất, giống như hòa tan vào không khí. Tự muôn vạn hứng lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm mà lao đến. Mà quỷ tướng to lớn kia cũng nhe răng dữ tợn, dáng người to lớn giống như hung thú viễn cổ của nó, nhảy bật lên không trung, hướng đỉnh đầu Tiêu Nhiên đập xuống một trảo cực mạnh. Đạo tổ quỷ môn, khai! Cửu tiêu khóa hồn, xong quỷ môn, sắc! Tiêu Nhiên nhanh chóng vung lên một lá quỷ phù. Quỷ môn trực tiếp được triển khai ra. Quỷ môn vừa mở, chính đồng tiền xu cũng xông ra, xoay tròn bắn liên tục về chính hướng khác nhau, truy tìm lệ quỷ. Phệ quỷ thú! Liên tục triển khai bí pháp cực hạn, bản thân cậu không chịu nổi, khóe miệng trào ra máu tươi. Nhưng con quỷ tướng trên đầu cậu cũng không vì cậu bị thương mà khinh thường. Quỷ tướng nhe hàm răng bén nhọn của nó, trên không trung hướng đỉnh đầu Tiêu Nhiên đánh xuống một trảo. Phệ quỷ thủ vừa kịp lúc hấp thụ toàn bộ quỷ khí xung quanh đã thành hình. Một cánh tay cực lớn từ dưới mặt đất phóng thẳng lên bầu trời, trực tiếp va chạm với quỷ tướng. Từ xa nhìn lại, giống như có một cánh tay người khổng lồ đang chống đỡ cả bầu trời như muốn sập xuống vậy. Tiêu Nhiên cảm thấy vẫn chưa đủ, phệ quỷ thủ phải liên tục hấp thu quỷ khí để duy trì. Chứ đừng nói đến cấp bậc của nó, chưa thể nào đặt ngang hàng với quỷ tướng của lệ quỷ được. Tay phải cậu cầm vấn thiên kiếm vung lên, rạch ngang lòng bàn tay của mình, rồi đưa bàn tay đầy máu dung nhập vào bên trong cánh tay cực lớn của phệ quỷ thủ kia. Phệ quỷ thủ được máu của cậu dẫn dắt, uy lực lại mạnh thêm hai phần. Cậu siết chặt nắm tay, bất giác bàn tay của phệ quỷ thủ trên không trung đang xòe ra cũng nắm lại thành đấm. Cánh tay này co lại, quỷ tướng mất đà chúi xuống. Nhưng ngay vừa lúc đó, Tiêu Nhiên lại vung lên một đấm. Cánh tay lớn theo Tiêu Nhiên điều khiển cũng vung lên, một đấm bầu thẳng đỉnh đầu của quỷ tướng. Quỷ tướng bật ngược trở về sau, giống như một cú đấm vừa rồi lại có thể đánh tan một phần nhuệ khí của nó. Nó đứng đối diện gầm gừ, cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên cùng cánh tay quỷ cực lớn phía sau lưng cậu. Ngay lúc này, chính đồng tiền xu liên tục rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất. Quỷ môn ở trước mặt Tiêu Nhiên cũng trở nên ảm đạm. Á lệ quỷ kia vậy mà lại ở bên kia của quỷ môn, nhìn Tiêu Nhiên rồi nở một nụ cười quỷ dị. Mẹ nó, con cười được sao? Tiêu Nhiên chỉ tay, cánh tay quỷ sau lưng lập tức lao tới, đuổi theo ả ta. Liên tục là từng cú đấm giáng xuống mặt đất,
nhưng dường như không thể chạm tới một mảnh áo trên người của ả. Tiêu Nhiên thầm chửi trong lòng, cậu một lòng muốn xông lên trên. Tịch Uyên và Nguyệt Sang không biết hiện tại như thế nào, đối đầu với quỷ đế, chuẩn bị tiến cấp tôn quỷ, đây hoàn toàn là chuyện dễ chết nhất. Vân Thiên Sư, ngươi không cần liều mạng làm gì, ta cũng chỉ ở đây ngăn cản ngươi một chút. Câm miệng! Chưa để cho lệ quỷ nói xong, Tiêu Nhiên đã quát lớn. Cậu mang theo một bụng lo lắng, lại càng không vừa mắt cái dáng vẻ ổng ẹo quỷ dị của con quỷ nữ này. Cậu muốn mê hoặc ta sao? Cậu vung lên lá linh phù còn lại trong tay, hướng đến quỷ môn xông thẳng qua. Quỳnh Tiêu bí pháp thỉnh đầu tấu. Tiêu Nhiên hai tay liên tục bắt ấn, cho đến khi cậu vừa xông ra khỏi quỷ môn thì sau lưng cậu đã xuất hiện một vần hào quang. Vần hào quang này có phần âm u, từ bên trong xuất hiện một dáng người nam tử. Người này mặc đạo bào màu xanh nhạt, mái tóc được búi cao đung đưa. Điều quỷ dị là đôi mắt người này cũng có một màu xanh nhạt. Người này là đạo tổ. Tiêu Nhiên ném thanh bấn thiên kiếm lên không trung. Đạo tổ tay trái chắp sau lưng, tay phải nhẹ vung. Bấn thiên kiếm vậy mà lại có thể lơ lửng trên không trung. Sắc mặt Tiêu Nhiên âm trầm. Sau lưng là đạo tổ, bên phải cậu là cánh tay cực lớn huyễn hóa từ phệ quỷ thủ. Cản ta, đến quỷ ngươi cũng không thể làm được. Cậu lạnh lùng nhìn á lệ quỷ trước mặt. Lúc này quỷ tướng đã trở lại sau lưng ả, cả hai đối diện với nhau. Nhưng trái ngược với Tiêu Nhiên, ả ta vẫn nở nụ cười mê hoặc nhìn cậu. Hàng mi cong rủ xuống, dáng vẻ mê người, ngập ngừng hỏi. Vậy sao? Vừa giây trước dáng vẻ còn nhu mì, vừa giây sau đã biến thành dữ tợn. Ả ta chỉ tay, quỷ tướng một đường xông thẳng tới trước. Sau lưng quỷ tướng cũng huyễn hóa ra vô số oan hồn, tạo thành một cơn sóng lớn, chỉ đầy rẫy tiếng gào thét dữ tợn mà đánh tới. Cánh tay trái của Tiêu Nhiên rung lên dữ dội, giống như là sắp nứt ra tới nơi. Ngũ đại binh đoàn cùng quỷ thiết được lập tức lên được. Lý Thế Úy đã đổi bộ y phục bằng vải bình thường trên người thành một bộ khô giáp, gương mặt uy nghiêm nhìn từng binh đoàn bước qua khỏi cổng âm mà tiến vào dương gian. Trong lòng dâng lên một trận hoài niệm. Năm đó trước ải Châu An, Thường Kiệt giữ ấn đại nguyên soái, thân chinh Bắc phạt, đánh cho quân Tống co đầu rụt cổ. Năm đó là vì vạn dặm non sông Đại Việt, lúc này là vì hậu nhân cuối cùng của Vân gia. Từng quỷ binh bước vào cổng âm, trong lòng đều được Lý Thường Kiệt gieo xuống một câu nói: không cho phép quên mất trong nhiệm vụ lần này. Giết được quỷ đế thì tốt, không cũng không sao. Nhưng huynh đệ à, các người ngàn vạn lần không được quên, có một đứa nhỏ gọi là Vân Tiêu Nhiên. Họ Vân, chữ Vân này làm trong lòng mọi người dâng lên một hồi trống. Chẳng phải một năm đó trên ải Côn Lôn cũng có một người gọi là Vân Tiêu Nhiên hay sao? Có thể tất cả mọi người không còn nhớ rõ, nhưng toàn bộ quỷ binh quỷ thiết đường lại không thể nào quên. Nhất là 1000 binh lần trước cùng Tiêu Nhiên đối kháng với quỷ đế. Thường Kiệt lặng nhìn lục đại binh đoàn tiến vào cổng âm, ngay sau đó triệu đến một đồng tử bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Ngươi đi một chuyến đến Lý gia, lúc ta chưa đến, không được có chuyện gì sơ suất, có hiểu chưa?" Vị đồng tử bên cạnh gật gù, nghe thêm một câu "đã hiểu chưa" đầy ý vị của Lý Thái Úy
trong lòng hắn cũng đã rõ ràng tám phần ẩn ý, liền cung kính nhận mệnh trời đi. Chuyện này nhất định không thể nào chậm trễ được. Ở tổng bộ miền Trung của huyện thuộc hội, hiện tại cũng là loạn cào cào một mảng. Nghe tin Tôn Quỷ xuất hiện, tất cả nhiệm vụ đang được thực hiện cũng đều hủy bỏ. Mọi người có một nhiệm vụ chung, tiêu diệt Tôn Quỷ. Kể cả những pháp sư bên trong tứ đại gia tộc hay bất kỳ một môn phái nào cũng đều lấy nhiệm vụ tiêu diệt Tôn Quỷ làm trọng yếu. Những người cấp bậc thiên sư hiện tại đã có mặt ở tổng bộ miền Trung. Người trẻ nhất là 16, già nhất cũng đã hơn 50. Gương mặt ai nấy cũng đều một mảng nghiêm nghị. Trong đó có không ít đều là những tinh anh trọng điểm bồi dưỡng của các môn phái hay gia tộc. Ví như Lý Minh Thành, năm nay chỉ 20, đã là thiên sư số 1 ở trong Lý gia, tinh thông cả Phật lẫn đạo. Năm ngoái cậu ta đã có thể đánh chết 3 con quỷ đồ. Hoặc như anh em Trần Thế An, Trần Thế Bình cũng đã là thiên sư, cả hai sinh đôi, cùng 21 tuổi, cũng chính là anh trai ruột của Trần Nguyệt Sang. Vừa tấn cấp thiên sư, cả hai đã cùng nhau thi triển bí pháp phong ấn lại lệ quỷ. Lê gia có Lê Hoàng Nghiêm, Nguyễn gia có Nguyễn Đình Vũ. Tuy không thể so sánh cùng 3 vị trẻ tuổi kia của Lý gia và Trần gia, nhưng cũng lần lượt đứng thứ 4, thứ 5 bên trong bảng xếp hạng tinh anh của huyện thuộc hội. Ngay lúc cả đám người còn đang bàn tán, thì trên bảng điện tử tại trung tâm sảnh của tổng bộ miền Trung hiện lên một dòng chữ lớn, thậm chí còn lớn hơn cả dòng chữ tiêu diệt Tôn Quỷ. Dòng chữ gồm 11 chữ: toàn bộ Trần gia, bảo vệ Tiêu Nhiên cùng Nguyệt Sang. Nhất thời mọi người xung quanh lâm vào một trận xôn xao khác, vì chỉ có 2 anh em Trần gia là Thế An và Thế Bình, cả hai đều giật mình. Tiêu Nhiên chẳng phải là người năm đó được ông nội bọn họ đưa về cho ở tại Trần gia hay sao? Vân Tiêu Nhiên lúc ở Trần gia thường ngày rất ít tiếp xúc với ai, chỉ có Nguyệt Sang cả ngày lẻo đẻo theo cậu. Đối với Tiêu Nhiên, anh em bọn họ không có ác cảm. Thậm chí khi nghe ông nội bọn họ kể lại việc cả nhà Tiêu Nhiên bị ác ma giết sạch, trong lòng còn tức giận thay cho cậu. Năm đó còn từng hứa sẽ giúp cậu trả thù. Nhưng đến khi dòng chữ Nguyệt Sang kia hiện lên, cả hai nhảy dựng lên. Nguyệt Sang sao lại có mặt ở đó? Tôn Quỷ xuất hiện ở đó, chẳng lẽ đứa nhỏ này muốn ngăn cản hay sao? Thế An không suy nghĩ nữa, cậu nhảy lên một chiếc bàn gần đó, làm cho mình cao hơn mọi người, rồi quát lớn: toàn bộ Trần gia lên đường đến Thung Lạc Nguyệt lập tức! Nói xong cũng không kịp nhìn ai, xem ai là người đi theo mình, cả hai lao ra bên ngoài, phóng lên 2 chiếc mô tô đời mới, rồ ga bút đi. Bên trong đại sảnh, Lý Minh Thành cũng khẽ nhíu mày. Tiêu Nhiên, cái tên này quen quá. Nhưng không để cho cậu kịp suy nghĩ nhiều, bản điện tử lại hiện lên một thông báo mới: Lý gia, toàn bộ bảo vệ Vân Tiêu Nhiên. Thông báo này vừa hiện lên, lập tức khiến cho mọi người bên trong đại sảnh bắt đầu trầm trồ, bắt đầu tò mò suy đoán về cái người gọi là Tiêu Nhiên này. Cả Trần gia cùng Lý gia đều giao xuống nhiệm vụ là bảo vệ cậu ta. Đến cuối cùng, cậu ta là ai đi? Câu hỏi trong đầu mọi người vừa lên, Lý Minh Thành lập tức nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này chính là đến từ ông nội của cậu ta. Thành à, con lên đường chưa? Dạ, con đang đợi. Không đợi được nữa, lập tức lên đường đi con. Nhớ cho kỹ, bảo vệ Tiêu Nhiên. Không đợi Minh Thành nói xong, đầu dây bên kia đã lên tiếng, trực tiếp ngắt lời cậu. Đây là lệnh của Lý Thái Úy đó. Câu nói vừa thốt ra, lập tức chặt đứt nghi ngờ trong lòng Minh Thành. Cậu dạ một tiếng, rồi cúp điện thoại đi, quay ra bên ngoài, lớn giọng nói: Lý gia, toàn bộ đến Thung Lạc Nguyệt.
Minh Thành không giống anh em Trần Thế An, lên một chiếc Ford Ranger màu đen đậu sẵn bên ngoài. Đã có người tài xế mặc vest đen đợi sẵn. Minh Thành vừa rời đi, mọi người cũng liền lập tức lên đường. Tất cả những vị trưởng lão bên trong Huyền Thuật Hội cũng đã trên máy bay cấp tốc tiến về thôn Lạc Nguyệt, chứ không phải tập trung ở tổng bộ miền Trung. Trên ghế máy bay, tất cả đều nhìn về phía trưởng lão Trần Gia cùng Lý Gia một cách đầy khó hiểu. Trưởng lão Lý Gia cũng chỉ có thể cười cười, nhìn về vị trưởng lão Trần Gia kia một cách âm trầm đầy ý vị. Vân Tiêu Nhiên, Vân Gia, chuyện này Trần Thiên Sơn phải rõ nhất mới phải. Trưởng lão Trần Thiên Sơn của Trần Gia quay liếc mắt nhìn mọi người một lượt, biểu tình trên mặt giống như là khinh thường. Năm đó Vân Gia còn ngồi trên ghế thượng tọa, một con lệ quỷ cũng không dám xuất hiện. Vân Gia vừa bị diệt, các người lên nắm quyền, tôn quỷ cũng sắp xuất thế rồi. Các người nói xem, là vì cái gì? Trần Thiên Sơn cười khẽ, gương mặt đầy vết nhăn phong xương của lão ta co lại, tiếp tục nói: là vì năng lực của ta cùng các người quá kém. Lão già kia, ngươi đừng có khinh thường người quá đáng đó. Trưởng lão Lê Gia, Lê Thần Vũ trừng mắt nhìn. Đáp lại, Trần Thiên Sơn chỉ dửng dưng mà cười. Không phải sao? Đều đã ngoài 70 hết rồi, các người có ai đạt qua được linh sư chưa? Đạo lý tu vi cao như vậy cũng chỉ có thể là địa sư đỉnh cấp, chưa thể tiến vào linh sư mà. Lý trưởng lão Lý Thanh Nghiêm cũng gật đầu, không có phản biện gì. Lão ta thật ra đã dừng lại ở cấp bậc địa sư này ước chừng hơn 15 năm nay. Lão cũng hiểu tư chất của mình sau này khó có thể trở thành linh sư. Đừng nói đến Lê Thần Vũ hay là Nguyễn Lệ Phong của Nguyễn Gia, cùng tất cả những vị trưởng lão của các gia tộc nhỏ khác, cao nhất cũng chỉ là địa sư. Linh sư đối với bọn họ mà nói là một chuyện xa vời, hy vọng nhỏ nhoi như mò kim đáy bể. Trần Thiên Sơn lại đều đều nói tiếp. Các người nhớ năm đó thượng tọa ngồi ở chiếc ghế cao nhất Huyền Thuật Hội là ai? Là lão Vân, Vân Lâm đó. Lão ta cùng một thế hệ với chúng ta, nhưng 45 tuổi đã bước vào cảnh giới huyền sư. Nếu Vân Gia không bị diệt, e rằng không tới 10 năm thời gian, rất có khả năng trở thành tôn sư thứ hai của Vân Gia rồi. Trần Gia cùng Lý Gia có giao tình sâu nhất với Vân Gia. Lý Thành Nghiêm, ngươi cũng biết ông nội của Vân Lâm, năm đó đã ngoài 100 tuổi, chính là tôn sư mà. Vân Gia tổ sư đạt được cảnh giới tôn sư, năm đó chính là cây đại thụ trong giới huyền thuật nước nhà. Nhớ đến Vân Gia, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi. Chuyện năm đó tất cả đều không có cách. Vân Gia ẩn giấu nội tình sâu như vậy, còn có tôn sư trấn thủ, lại có thể bị diệt chỉ trong vòng một đêm. Con trai của Vân Lâm là Vân Phi, thằng nhỏ này năm đó chỉ mới 27 tuổi, cũng đã là huyền sư đỉnh cấp, vượt qua cả cha mình. Còn con trai chúng ta ở đây, ơi, chỉ là một đám ăn hại. Lần này đến lượt Nguyễn Lệ Phong cũng không chịu nổi, mà chỉ thẳng mặt Trần Thiên Sơn, giận dữ nói: lão già kia, người rốt cuộc nói nhiều như vậy cũng chỉ để hạ bệ bọn ta xuống thôi. Trần Thiên Sơn vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên đó, không giận không vui, chậm rãi nói tiếp, giống như không nghe mấy lời của Nguyễn Lệ Phong.
mà con trai của Vân Phi, Vân Tiêu Nhiên. Nghe đến đây, Lý Thanh Nghiêm cũng gật đầu, nghiêm túc tiếp lời. Năm đó vừa sinh, ta cùng Thiên Sơn đến chúc phúc, mới nghe được từ tai của Vân Lâm, cháu nội mình chính là tiên linh thể. Trời ạ! Tiên linh thể là loại cơ thể đặc biệt. Đứa trẻ vừa sinh ra đã có tố chất đặc biệt về một khía cạnh nào đó, gần như cả đời khỏe mạnh, phúc duyên sâu khó cạn. Lại nói trên đường tu đạo trừ ma, gần như không có bất kỳ cái gì gọi là bình cảnh khó khăn cả. Có thể lấy ví dụ dễ hiểu, người thường phải đạt được đến cấp bậc địa sư mới có thể sánh bằng một nửa của tiên linh thể. Tiên linh thể bách độc bất xâm, vạn tà kiếp sợ. Lại nói quay trở lại cuộc chiến của Tiêu Nhiên cùng lệ quỷ kia, vài giây trước còn dáng vẻ nhu mì, vừa giây sau đã biến thành dữ tợn. Ả ta chỉ tay, quỷ tướng một đường xông thẳng về phía trước, sau lưng huyển hóa ra vô số oan hồn, tạo thành một cơn sóng lớn, chỉ đầy rẫy những tiếng gào thét dữ tợn mà đánh tới. Tiêu Nhiên chỉ nhìn sơ qua, nhưng lại không thể nào bận tâm đến được. Cửa ải này cậu còn không thể xông qua, thì làm sao có thể đối diện cùng quỷ đế, chuẩn bị tiến vào cảnh giới tôn quỷ chứ? Làm sao có tư cách bảo vệ Tịch Uyên, báo thù Vân gia được? Tiêu Nhiên gầm lên dữ tợn, hai mắt biến thành một màu đỏ, tràn ngập tơ máu, tóc bay tán loạn. Kiếm khí từ đạo tổ sau lưng liên tục tỏa ra, tạo ra một tràng uy áp kinh người. Bất kể oan hồn nào tiến gần vào bên trong phạm vi của Tiêu Nhiên cùng đạo tổ, đều bị những luồng kiếm khí này chém tan thành từng đám tinh phách. Đạo tổ giống như người khổng lồ, thoáng nhìn qua vòi rồng trên đỉnh ngọn núi. Qua ánh mắt của cậu có thể thấy được, quỷ đế đang lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là hai nữ nhân trông có phần lạ mặt. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của đạo tổ khẽ nheo lại, người thấy được một tia khí tức quen thuộc ở trên người nữ tử mặc tăng y kia. Ở bên dưới, Tiêu Nhiên đã bấm niệm pháp quyết. Đạo tổ không còn kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ buông ra một tiếng thở dài khe khẽ. Vấn Thiên Kiếm được lam quang bao phủ, huyển hóa ra thành một thanh đại kiếm cỡ lớn, được đạo tổ nắm trong tay. Tiêu Nhiên cùng đạo tổ đều cùng bước, giống như cả hai hòa lẫn vào nhau, hướng thẳng về phía lệ quỷ cùng quỷ tướng đối diện kia. Quỳnh Tiêu bí pháp, đạo tổ khiển linh kiếm. Một loạt ấn chú phức tạp xuất hiện từ hai bàn tay của Tiêu Nhiên. Ấn cuối cùng vừa được kết, xung quanh đạo tổ liền xuất hiện vô số thanh phi kiếm lơ lửng, mỗi kiếm chỉ hướng lệ quỷ cùng quỷ tướng của ả ta. Lệ quỷ cũng không phải không có chuẩn bị, tay cầm thanh trăm cài tóc của mình, đưa lên điểm một cái. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ mặt đất dường như đang bị rung rẩy. Tiếng cười từ trong miệng lệ quỷ truyền ra, tiếng cười dữ tợn, nhưng cậu nghe vào lại cảm thấy như là tiếng khóc. Nhưng Vấn Thiên Kiếm trong tay đạo tổ lại phát ra uy năng kỳ dị, không chỉ có thể chém giết oan hồn, mà còn có thể trực tiếp chặt đứt âm thanh đánh vào thần thức của lệ quỷ kia. Tiêu Nhiên kẹp một lá quỷ phù vào trong hai ngón tay, rồi hét lớn: "Sát tà!" Đạo tổ cũng vung kiếm, toàn bộ số phi kiếm xung quanh lao tới, gộp vào Vấn Thiên Kiếm. Tất cả tạo nên một thanh tuyệt thế thần kiếm, sáng chối lam quang, chém xuống. Quỷ tướng gào thét dữ tợn, hai tay nó nắm lại với nhau, tạo thành một nắm đấm lớn, hướng lưỡi kiếm mà đập tới. Nhất thời cả đạo tổ cùng quỷ tướng lâm vào giằng co phía bên trên. Bên dưới, Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ, mà rút ra một thanh kiếm gỗ, cùng lệ quỷ bắt đầu va chạm với nhau. Tiêu Nhiên cầm kiếm gỗ, liên tục chém ngang chém dọc cùng lệ quỷ. "Vân Tiên Sinh, tới đây." Thời điểm giọng ả ta vang vọng bốn phía xung quanh nơi này, tốc độ của ả
cũng gần như đã triển khai đến cực hạn. Xung quanh giống như không gian bị vặn vẹo, quỷ khí liên tục phun ra, khiến cho Tiêu Nhiên không thể nhìn thấy rõ ràng. Ả ta lao thẳng tới chỗ Tiêu Nhiên, tay trái hóa thành hư ảo, giống như do sương mù tăm tối tạo thành. Sương mù này tản ra ngoài giống như vô số con rắn độc, lao về phía ngực Tiêu Nhiên, muốn cắn xé cậu. Sắc mặt Tiêu Nhiên nhất thời biến đổi, thân thể lui ngược về sau, tránh né được khỏi phạm vi công kích của vô số con rắn độc này. Dù là hư ảnh, cậu cũng không muốn để bị cắn. Cậu lấy ra đạo bút, vẽ một chữ trấn, rồi đánh thẳng lên hướng lệ quỷ. Tiêu Nhiên biết chữ trấn này không thể trấn được ả ta, nhưng đánh lui thì vẫn có thể. Lỗ thủng trên cánh tay Tiêu Nhiên nhói lên từng đợt. Cậu nhớ lại lúc trước đã bị cây trâm có độc này của lệ quỷ đâm xuyên qua, thủng một lỗ trên bàn tay. Vấn tiên kiếm đã được đạo tổ sử dụng, hiện tại pháp khí không có thứ nào có thể sử dụng vừa tay, ngoại trừ thanh kiếm gỗ trừ tà này, chỉ có thể sử dụng tạm. Tuy nhiên sát thương lại không có bao nhiêu. Đối đầu với một lệ quỷ, khỏi phải nói chớp mắt, nếu như ả muốn bẻ gãy thanh kiếm gỗ trong tay mình cũng chỉ trong tích tắc đồng hồ. Bên dưới Tiêu Nhiên cùng lệ quỷ nhất thời cũng chỉ có thể sử dụng thần thông thi triển mà đấu với nhau, không còn trực diện quần ẩu nữa. Thế trận bây giờ phải chuyển quyền quyết định lên đạo tổ cùng quỷ tướng ở phía trên. Đạo bào xanh nhạt trên người đạo tổ rung động, mái tóc bị kình lực liên tục đánh tới thổi bay. Dù biết là hư ảo do thần thông huyễn ra, nhưng nhiều lần nhìn tới, Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy đạo tổ này rất là chân thực, lại vô cùng quen mắt. Tiêu Nhiên đập mạnh lá quỷ phù lên cánh tay trái đầy gân đen của mình, rồi làm phép kết ấn. Phệ quỷ thú! Ngay sau đó, liền lấy ra ba lá thiên sư bạch hổ phù, ném lên không trung. Thêm một lá phệ quỷ thủ, nghĩa là hiện tại có hai cánh tay quỷ xuất hiện bên cạnh đạo tổ, dồn lực mà tấn công quỷ tướng. Bạch hổ phù xuất hiện ra ba con. Đây chính là Tiêu Nhiên muốn trực tiếp nghiền nát số oan hồn xung quanh đang liên tục cung cấp sức mạnh cho quỷ tướng của lệ quỷ. Thế trận bên trên đã nghiêng hẳn về phía đạo tổ. Nếu như lệ quỷ còn không triển khai bí pháp thì trận đấu này xem ra lệ quỷ phải bỏ mạng tại đây. Đạo tổ vung lên vấn thiên kiếm, liên tục chém xuống mấy nhát. Cả thân thể quỷ tướng liên tục rung lên. Cơ thể của nó dù có vô số oan hồn bù đắp, nhưng nhất thời cũng bị đâm thành nhiều lỗ thủng. Oan hồn xung quanh không bù được mất. Quỷ tướng gào thét không cam lòng, thậm chí nó còn cúi đầu nhìn lệ quỷ bên dưới là người đang điều khiển mình. Những thứ này cũng đều lọt vào trong mắt của Tiêu Nhiên. Cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Cậu gào lên một tiếng, hai cánh tay quỷ hai bên áp sát vào bên cạnh quỷ tướng, hung hăng bóp chặt. Đạo tổ nhìn thấy quỷ tướng gần như đã suy yếu đến tận cùng, lại còn được hai cánh tay quỷ cố định ở một chỗ. Vấn thiên kiếm lam quang rạng người, một kích chém xuống. Quỷ tướng chết, cứ như vậy mà hóa thành từng đạn tinh phách, bay tán loạn. Lệ quỷ phun ra một ngụm máu, vội vàng cầm trăm cài xông tới Tiêu Nhiên. Ngay khi quỷ tướng vừa tan biến, đạo tổ buông ra một tiếng thở dài, cùng với ánh mắt không cam lòng nhìn lên đỉnh núi. Hai tay đạo tổ buông thõng vấn thiên kiếm rồi biến mất đi. Kiếm trên không rơi xuống tại vị trí Tiêu Nhiên đang đứng. Tay phải cậu vươn ra chụp lấy kiếm, rồi lại tiếp tục lao về lệ quỷ. Thậm chí Tiêu Nhiên còn có thể cảm nhận được chui kiếm trong tay đang tột độ hưng phấn. Sau nhiều năm như vậy rồi, nó lại có thể được đối đầu với lệ quỷ, đánh một trận nghiền áp như vậy. Ngay khi lưỡi kiếm của Tiêu Nhiên trong tích tắc chém tới, lệ quỷ khẽ nở một nụ cười nhẹ, không còn dáng vẻ quỷ dị hay dữ tợn giống như lúc trước nữa. Trong nụ cười này còn mang theo một tia tang thương. Cái trăm cài tóc trong tay ả cũng rơi xuống mặt đất. Thế công của ả lệ quỷ lao tới
cũng chợt dừng lại. Một thân hỷ phục màu đỏ thẫm đứng giữa trời đất, mỉm cười nhìn lưỡi kiếm vấn thiên của Tiêu Nhiên đang dần chém tới. Cuối cùng ta cũng đến được điểm cuối của sinh mệnh. Hai mắt Tiêu Nhiên chợt co lại. Đây là muốn tự sát sao? Cậu chợt chần chừ, nhưng lưỡi kiếm vẫn hướng về lệ quỷ mà chém. Chỉ trong giây phút lưỡi kiếm chạm tới chiếc cổ trắng ngần của a ta, thì Tiêu Nhiên lại không cứa vào, mà tay cầm chuôi kiếm khẽ lật. Các người cậu xoay một vòng, rồi theo đà lao thẳng về phía sau lưng lệ quỷ. Tại sao? Tại sao lại không giết ta? Lệ quỷ quay đầu, oán hận nhìn Tiêu Nhiên, thét lên đau đớn. Lúc này cậu mới để ý kỹ rằng đôi mắt của ả từ màu đỏ chuyển sang màu xanh nhạt lơ đãng, có phần giống với màu xanh nhạt của ngọc bội vân gia cậu luôn đeo bên người. Tiêu Nhiên đánh bộp trong lòng, nghĩ đến chuyện khó có khả năng xảy ra nhất. Cậu chống vấn tiên kiếm xuống mặt đất, thở dốc. Sống bị giặc phương Bắc giết, chết lại bị giặc phương Bắc khiển hồn. Hai hàng chân mày Tiêu Nhiên khẽ nhíu lại. Lệ quỷ này lại là người của nước Nam ta. Đôi mắt từ màu đỏ huyết lệ chuyển thành màu xanh nhạt, đã chứng minh từ khi thành quỷ, ả ta chưa từng giết bất kỳ một ai, cũng chưa từng hút máu người để tu luyện. Thành lệ quỷ có lẽ cũng là điều ả ta không muốn nhất. Chỉ vì năm đó bị hại chết, không cam lòng, cho nên oán khí quá nặng. Khi trở thành quỷ thì đã trở thành ngay cấp bậc lệ quỷ. Tiêu Nhiên thở sâu, thần tình nghiêm nghị. Bàn tay cậu nhẹ vuốt lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm còn vương lại một lọn tóc mỏng manh. Ngươi đánh ta đau như vậy, ta lấy một lọn tóc này cũng đủ rồi. Cậu nói xong quay lưng hướng đỉnh núi mà tiếp tục leo lên. Ngươi đi đi, sau này nhớ phải giữ vững sơ tâm. Câu nói này giống như dòng điện trực tiếp đánh xuyên qua tâm trí của a ta. Pháp sư cùng yêu ma, vốn dĩ cả hai ở thế bất lưỡng lập. Cậu ta nói một câu liền để cho mình đi. A ta cũng biết rằng thiên sư có đủ sức diệt lệ quỷ, đều có thể danh chấn bốn phương, ngay cả địa sư cũng không ngoại lệ. Hai mắt lệ quỷ màu xanh nhạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Nhiên. Bóng lưng này mang theo phần nhiều tịch liêu cùng tang thương, lại thêm rất nhiều phần cô độc. Không hiểu sao ngay lúc này á lại cảm thấy dáng vẻ này rất giống với bản thân mình suốt mấy trăm năm đó nằm dưới phần mộ, cô đơn lạnh lẽo. Người tên Vân Tiêu Nhiên. Lệ quỷ thật nhỏ giọng nói khẽ, trong đáy mắt màu xanh nhạt trong veo kia bỗng hiện lên rất nhiều phần chấp nhất. Nàng nhìn về bóng lưng của Tiêu Nhiên vẫn đang lững thững đi ở phía xa, tay phải lại điểm một chỉ lên trên mi tâm của mình. Từ trong mi tâm nàng xuất hiện một viên ngọc màu đỏ nhạt, chỉ lớn cỡ chừng một viên bi nhỏ, hướng về Tiêu Nhiên gào thét bay tới. Ngay lúc Tiêu Nhiên cảm thấy bất thường, cậu quay đầu lại nhìn thì viên ngọc nhỏ kia đã rất nhanh bay tới, lơ lửng trước mặt mình. Ừ, đây là... A Lệ bái kiến chủ nhân. Tiêu Nhiên chưa kịp nói hết câu, phía xa giọng nói của lệ quỷ đã cất lên, rồi khom người hành lễ. Tiêu Nhiên trong lòng cả kinh, viên ngọc đỏ này chính là thiên hồn tinh của lệ quỷ, ả ta dâng lên để nhận chủ. Tiêu Nhiên nhận thì cũng thôi, nhưng nếu không nhận thì lệ quỷ này bởi vì thiên hồn tinh khi xuất ra thì sẽ không thể nào dung nhập trở lại. Lệ quỷ thiếu đi thiên hồn tinh thì sẽ dần dần suy yếu, đến cuối cùng tự mình tan vỡ,
hồn phi phách tán. Ngươi cớ gì phải làm như vậy? Cậu ta nào có ý nghĩ sẽ thu lệ quỷ trở thành quỷ phó bên cạnh. Lệ quỷ với cậu chênh lệch cấp bậc như thế nào, cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết. Huống hồ gì tuổi của ả ta đáng để cho Tiêu Nhiên gọi bằng bà nội, bà cố hay là bà tổ. Cô ta vẫn khom người, không ngẩng đầu lên. Giống như Tiêu Nhiên chỉ cần không đồng ý thì ả sẽ khom người cúi đầu mãi như vậy. Ngay lúc đó, một tiếng chuông kêu vang thanh thoát, vang vọng khắp núi rừng. Từ phía dưới chân núi hay từ trên đỉnh núi, gần như toàn bộ đều vọng lên một tiếng keng này. Tiếng keng vừa cất lên, cả thân thể lệ quỷ rung lên, không tự chủ được mà quỳ phục xuống, phun ra một búng máu quỷ. Nhận đi, con bày đặt làm mau. Giọng nói này chính là từ dưới chân núi vọng lên. Rất nhanh sau đó, người này cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Nhiên. Người này mặc một thân tăng y màu vàng đất, trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt cực lớn. Tiếng keng vừa rồi chính là từ chiếc chuông nhỏ trong tay cậu ta. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, biểu môi nói: "Ôi, con rùa trọc, đợi anh em bị đánh sắp chết mới tới hả?" Người kia nghe vậy cũng chỉ cười cười, rồi đưa tay lên xoa xoa cái đầu láng bóng của mình. "Nhưng à, bần tăng nhìn thấy thí chủ cùng với vị lệ quỷ này có một phần duyên phận, ngươi cứ nhận thì hơn đi. Bần tăng con mắt của mày đó, mới tu có 10 năm, cứ làm như đắc đạo như không bằng." Tuy nói vậy, cậu vẫn cầm lấy thiên hồn tinh của lệ quỷ. Thiên hồn tinh vừa vào trong tay đã biến mất, mà thay vào đó xuất hiện một ấn ký hình tròn màu đỏ ở trong lòng bàn tay. Nhìn vào ấn ký này, cậu cảm nhận được giữa mình và lệ quỷ kia có một sự liên kết nào đó không thể diễn tả bằng lời được. Giống như ngay lúc này, cậu có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng nàng. "Bái kiến chủ nhân." Lệ quỷ ở bên dưới khom người bái Tiêu Nhiên một bái. Nếu như đã không nhận thì thôi, còn đã nhận thì á phải hành lễ với chủ nhân của mình mới được. Tiêu Nhiên có hơi giật mình. Cậu trước giờ chỉ nghe người khác gọi mình là thiếu gia, công tử, chứ ai đời lại gọi là chủ nhân. Ngươi cũng không phải nô bộc gì của ta, cứ gọi là Tiêu Nhiên đi. Chưa hết, sau này cũng đừng một tiếng a lệ, hai tiếng a lệ nữa, nghe là cũng đủ buồn rồi đó. Tiêu Nhiên nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Ngươi đã nhận ta rồi, vậy ngươi cũng là người Vân gia. Từ nay về sau ngươi họ Vân, gọi là Vân cái gì ha?" Vị hòa thượng bên cạnh nghe cái này cũng bật cười ha ha thành tiếng, chỉ vào Tiêu Nhiên: "Mày coi, bình thường văn vỡ lắm, bây giờ tên người ta cũng không đặt được nữa." Tiêu Nhiên trừng mắt, nghiến răng nói: "Đại bảo à, không để tao ký đầu mày quá." Vì chỉ có lệ quỷ ở bên cạnh khó hiểu nhìn hai người. "Vân Nhu, Vân Nhu có được không?" Lệ quỷ bên cạnh thoáng mỉm cười: "Nàng từ đây về sau gọi là Vân Nhu." "Nhu tình tự thủy, nhân mộng tự vân." Vân Nhu khẽ nói. Có điều câu nói này nhỏ nhưng lại có thể truyền vào tai Tiêu Nhiên. Cậu khẽ giật mình một lúc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Trước mắt chuyện quan trọng là xông vào ngăn chặn tôn quỷ, an nguy của Nguyệt Sang cùng Tịch Uyên đang ở phía trước mặt. Tiêu Nhiên hỏi qua Vân Nhu một lượt về tình hình trên đỉnh núi, cũng không khác với suy đoán của cậu là bao nhiêu. Quỷ đế có thể đạt được cơ duyên của bản thân, chuẩn bị tiến cấp tôn quỷ. Vòi rồng càng lớn thì cơ hội tiến cấp càng cao. Bởi vì bên trong vòi rồng này không chỉ là tinh hoa thiên địa, mà còn có cả vô số âm khí dẫn dắt từ những địa phương xung quanh nữa. Về phần đại bảo, Tiêu Nhiên đã sớm nhắn cho cậu ta
bảo cậu ta mau đến. Đại Bảo chỉ cười cười nói: "Tao phải năn nỉ sư phụ cho mượn pháp khí đó." Nghe xong lời này, Tiêu Nhiên cũng không biết nói gì. Cậu gọi là cạn lời. Tiêu Nhiên cùng Đại Bảo bần nhu theo sát phía sau, hướng đỉnh núi mà nhanh chóng lao đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Tru Tà Lệnh, quyển 1, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.